hiện tại bạn hoang mang, chưa biết là trong tương lai mình sẽ làm cái gì, bạn đang do dự, bạn đang rất là mệt mỏi, mất định hướng ở phía trước, thì cách tuyệt vời nhất đó là phát triển cá nhân. Và ngày hôm nay thì Ninh chia sẻ với các bạn, trong phát triển cá nhân thì có cái nội dung rất là tuyệt vời, đó là có 3 bước, có 3 thứ mà bạn chọn sẽ, nội dung sáng ngày hôm nay Ninh sẽ lọc ra để cho các bạn biết là phát triển cá nhân có 3 cái thứ. Nếu như bạn phát triển được 3 thứ đó thì không bao giờ bạn phải hoang mang, lo sợ bất kỳ điều gì cả. Thì cái nội dung như thế này nó thực sự rất là hữu ích dành cho một cái buổi sáng cuối tuần vào ngày thứ bảy. Ninh cùng với mọi người sẽ thưởng thức cái âm nhạc như thường lệ. Đây là cây flute, thực ra đấy thổi đâu, nhưng mà sợ đấy thì mình cứ yêu nó, rồi lúc nào đó mình sẽ thổi được thôi. Mình nói là ví dụ cây flute này nó không phải là nó giống dạng sáo mà. Thôi chứ kêu đâu. Đấy, thôi đấy. Khó phết đi. Thôi kêu là may lắm đấy. Ok, mọi người gửi lời chào nhau đi. Xin chúc mọi người một ngày cuối tuần thật vui vẻ bên những người thân yêu của mình. Và ngày hôm qua thì Ninh cảm thấy cái là một cái ngày mà rất là tuyệt vời, đúng một ngày sinh nhật của Bác Hồ. Thì Ninh cùng với các chiến binh bán hàng đã tổ chức thành công, cùng với doanh nghiệp quận Ngô Quyền tổ chức thành công một cái buổi tập huấn chia sẻ cho kỹ năng bán hàng. Và đây là một cái buổi khá là thành công với số lượng tham gia gần 300 người. Trên đăng ký thì là 320 người, nhưng mà lúc đi thì gần được 300 người. Đâu đó rơi vất khoảng 10-15%, tại vì có rất nhiều người cũng chưa biết là trung tâm hành chính quận Ngô Quyền. Thì đây là một cái tin rất là vui và làm cho mình cảm thấy vô cùng vui và hào hứng. Xem là ai đang xuất hiện ở đây nè. Chào Tính Phạm. Ăn sáng chưa anh? Tất nhiên là anh ăn sáng rồi, 5:15 đã dậy rồi và 5:30 chạy cùng với các con. Nếu ai xem mà trong Liver và trang kênh của Ninh ấy, thì sẽ nhìn thấy cái phần 5:30, 6:00 thì các con đã chạy rồi. Còn câu hỏi mà ăn sáng chưa anh thì chắc là không phải hỏi là anh đói đâu, mà sao anh thổi sáo không có hơi ấy. Không phải đâu, đây là cái nhạc cụ mà Ninh mua nó về, nhưng mà thực ra chưa biết thổi đâu, cũng chưa thổi, thậm chí nó còn chẳng kêu, chẳng sao cả, cứ ngồi tiếp xúc với nó, yêu nó rồi cũng sẽ có lúc là rồi chơi được thế thôi. Giống như cái piano mà 2 năm Ninh mới chơi piano mà, nhưng bây giờ hôm nay là ngày 20 tháng 5 rồi, vẫn nhớ là ngày sinh nhật hôm qua là ngày sinh nhật Bác Hồ. Nhưng mà trong cái buổi chia sẻ thì Ninh không có thời gian để thể hiện tài năng hát, cho nên là cũng cảm thấy là muốn hát lại một bài hát Bác Hồ thì như Bola, một bài hát rất hay ạ. Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác thanh cao không một chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh, Bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Bác như bài dân ca ru em bé vào đời, Bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao la, như cánh chim không mỏi bay khắp trời quê hương, xin khắc sâu ơn người trong
tâm hồn Việt Nam. Và phần ca nhạc trong lúc chuẩn bị trở đến một cái nội dung về phát triển cá nhân, và đặc biệt là cái bước phát triển cá nhân này thì nó mang lại những cái sự đột phá, thay đổi rất nhiều cho những người đang hoang mang, mất định hướng. Và ngày hôm nay thì Ninh sẽ chia sẻ cho mọi người có ba cái yếu tố rất quan trọng trong phát triển cá nhân khiến cho mọi người có thể thay đổi rất nhiều. Và xin chào anh Mạc Đăng Sĩ ạ. Mạc Đăng Sĩ đang xem cái phần live stream của Ninh. Thì nên hôm nay sẽ muốn cùng với mọi người sẽ thử nghiệm một cái phần live stream của Ninh, và nó khá là đặc biệt. Ninh sẽ sử dụng cái phương pháp viết lên một cái bàn tròn, cái bàn ăn ấy, để mọi người sẽ thấy là nó sẽ hơi khác một chút. Nhưng mà Ninh cũng muốn cái sự khác biệt này tạo ra để cho mọi người thấy là nó có một cái gì đó nó hấp dẫn. Và Ninh muốn luôn luôn muốn có cái gì đó nó khác biệt. Thì bây giờ mình sẽ sắp xếp cái vị trí này để cho mọi người sẽ thấy là đây. Mình sẽ sử dụng, có vẻ quay hơi ngược sáng nhưng không sao cả. Đây. Thì mình sẽ sử dụng cái bàn này. Ở cái bàn này. Đây, cái bàn sẽ viết vào đây. Viết toàn bộ vào đây. Ok. Thì cái phần giảng này nó sẽ khá là đặc biệt. Tuy nhiên thì mình cần phải lau cái bảng này đi. Đấy, lau cái bảng này. Nó khô đi. Sau đó mình sẽ viết cho mọi người. Viết cho mọi người. Thì như mọi người biết ấy, là phát triển cá nhân là một loại, như mình vẫn nói là phát triển cá nhân là một dạng đầu tư mà chúng ta không bao giờ sợ lỗ. Giống như là Gordon Buffett có nói một câu là nếu như mà chúng ta đầu tư vào phát triển cá nhân và học tập thì chúng ta hoàn toàn có thể thu lại được một cái lãi suất nó có thể gấp 30 đến 50 lần. Thì quả thật nó có được như vậy hay không thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần bằng cái phần đầu tư phát triển cá nhân. Thì Ninh sẽ cùng với mọi người ngay sau đây. Trong cái phát triển cá nhân thì để mà vượt qua chính mình thì có rất là nhiều những người phàn nàn tại vì em không có năng khiếu, tại vì em không có cái khả năng, không có năng lực. Thì cái việc đầu tiên ấy, để chúng ta có thể phát triển được cá nhân tốt ấy, thì nó sẽ lệ thuộc vào rất nhiều thứ. Nhưng có một thứ mà khiến cho các bạn nhụt ý chí ngay từ đầu thì tôi phải chia sẻ đấy. Nhụt ý chí ngay từ đầu thì đó là cái một cái thứ tôi gọi là niềm tin vào bản thân mình. Ninh ngồi ở đây với một cái góc ngồi cũng rất là bá đạo, ngược sáng. Nhưng cái bảng này sẽ là cái bảng bắt đầu. Ninh sẽ quay này. Viết là phát triển cá nhân nhé, mình sẽ viết là phát triển cá nhân này. Phát triển cá nhân. Mình đang chia sẻ với các bạn bằng một cái bài giảng mà nó được thể hiện ở trên một cái bàn ăn. Mọi người nhìn ra, nó được quay ở trên một cái bàn ăn. Và bây giờ đang được quay trên cái bàn ăn như thế này thì nó sẽ rất là khác, nó rất là khác. Ở đây Ninh muốn quay cho nó rõ hơn. Đây, ok. Thế thì phát triển cá nhân, cái bước số 1 ấy, Ninh sẽ viết ngược cho các bạn thấy nhá. Không biết là các bạn ở đây thì có vẻ như là
À, nếu nhìn được mặt thì sẽ khó nhìn được chữ đúng không? À, không sao, nhìn chữ thì đi sẽ bắt đầu quay thẳng vào chữ và không quay mặt nữa. Vậy thì cái bước đầu tiên, bước số 1 ấy, bước số 1 ấy, nó quyết định được bạn có thể trở thành ai trong tương lai, thì nó có một cái bước số 1, tôi viết từng số 1 này. Bước số 1 này. À, bước số 2 này. Số 2 viết màu đỏ nhé. Viết số 2 này. 2 này. Ở số 3 viết màu xanh nhé. Ừ. Có 3 cái bước này. Thì bây giờ Ninh sẽ cùng với các bạn để tìm hiểu và quay nó làm sao để cho nó thật là dễ nhìn nhất. Ok chưa? Như này chắc kiểu gì cũng nhìn thấy rồi. Đấy, nhìn này. Bây giờ nó đang ngược như thế này. Như là việc cái bàn này nó có thể quay được. Cái bảng này, cái bảng bá đạo nhất thế giới, không có, có thằng nào ở trên thế giới làm được cái điều này. Nhưng mà việc của Ninh là phải viết vào đây, nó phải ngược cơ. Thế thì cái số 1 ấy, thì thưa các bạn là số 1 ở đây Ninh muốn nhắc tới, đó là niềm tin. Niềm tin. Niềm tin. Đấy, à, viết ngược như này nhá, không phải là đơn giản đâu. Một là niềm tin. Vậy thì niềm tin vào bản thân. Ở đây tôi bỏ qua những cái thứ mà ám thị ngoại vi. Có người bảo mày không làm được đâu, cả đời mày không làm được. Ờ thì xin thưa với các bạn là nếu như bạn tin vào lời ám thị của người khác thì cuộc đời của bạn rơi ngũ phần. Thầy nói thế thôi. Vậy niềm tin vào bản thân rằng tôi làm được, tôi tin chắc là tôi làm được. Con người sinh ra thì muốn làm cái gì thì đều hoàn toàn có thể là làm được ạ. Đều có thể làm được ạ. Vậy thì số mệnh của mình nằm trong bàn tay của mình. Số mệnh của mình nằm trong bàn tay của mình. Hãy nhớ như vậy. Đừng tin vào lời ông thầy bói, thầy tướng nào. Đừng tin vào mày chỉ thế thôi. Thì bạn không bao giờ được. Tôi nói luôn với bạn, chưa bao giờ người nào thành công mà không nỗ lực. Vì vậy là con cá mà bơi ngược dòng là cá đang tiến về phía trước. Con cá mà bơi xuôi dòng là con cá chết nổi. Vì thế ở con người sinh ra là con người có toàn năng. Nhưng mà ông trời sinh ra cho chúng ta để cho chúng ta thử thách, để thằng nào tìm được cái giỏi của mình thì người ấy phát triển thôi. Vì vậy cái niềm tin của bản thân nó là một cái cực kỳ quan trọng, mà tôi gọi đó là một cái vương miện. Còn biết là cái vương miện, tôi đặt cho cái vương miện như vậy. Thì đây là cái niềm tin. Nếu như bạn nào mà có niềm tin sai lệch về bản thân mình, rằng mình kém cỏi, mình yếu kém, thì chưa bao giờ bạn thực sự bạn có thể phát triển cá nhân được. Và bạn bỏ qua cái câu chuyện phát triển cá nhân này đi. Nếu như bạn thực sự bạn chưa bao giờ đặt niềm tin vào chính bản thân mình. Niềm tin vào bản thân mình thì người tự tin hay tự ti thì rất là khác nhau. Ví dụ như ngày hôm qua trải nghiệm một cái buổi học, Ninh đào tạo khoảng tầm gần 300 người ở một cái hội trường rất là lớn ở trung tâm hành chính của quận Ngô Quyền, đào tạo cho các cái kỹ năng cho những người bán hàng. Thì thực sự mà nói, đứng ở một cái sân khấu khoảng 300 người, không phải ai cũng có cái trải nghiệm đấy. Cái trải nghiệm đứng ở 300 người là trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời, bởi vì có khoảng hơn 500 cái mắt chẳng ăn chẳng làm cái gì, chỉ nhìn lên sân khấu nhìn thấy bạn. Vì vậy bạn phải cần có cái niềm tin phơi phới vào bản thân mình là mình làm được. Cho nên là tôi đã trải qua rất là nhiều năm có đứng lớp 500 người, 700 người, cho nên là khi đứng ở cái lớp gần 300 người thì mình cảm thấy rất là bình thường, thậm chí càng đông cảm thấy càng hào hứng. Niềm tin vào bản thân của tôi chắc chắn mức độ mà không ai có thể lay chuyển được. Đấy chính là cái trải qua cái rèn luyện. À, xin chào Nguyễn Hường, xin chào anh Ngô Doãn Giản và xin chào tất cả anh chị em đang xem livestream của Ninh. Và bây giờ đến phần tiếp theo, thì phần thứ hai là phần gì? Phần số 2 là một phần rất quan trọng. À, Ninh viết đó là khát khao. À, khát khao. Khát. Khao. Các bạn đang xem cái livestream này của Ninh là đấy, quay đây cho mọi người nhìn thấy. Khát khao. Khát khao. Đấy, Ninh đang viết ngược đấy nhá, viết ngược đấy, viết ngược lại cho các bạn nhìn. Vậy khát khao là gì? Nếu chưa bao giờ bạn khát khao tiền thì làm sao mà có tiền? Bạn chưa bao giờ khát khao kiến thức thì làm sao có kiến thức? Bạn chưa bao giờ khát khao tình yêu thì làm sao mà có tình yêu được? Vì vậy, khi mà bạn chưa có khát khao thì không bao giờ có được. Người ta thường nói là cái có ở trong đầu sẽ có cái ở trong tay. Nhưng xin lỗi đi, tôi nói thật thì có trong đầu một cái dạng hời hợt, không bao giờ có được. Có ở trong đầu một cái dạng kiểu như có cũng được, không có cũng được. Khát khao là ở một cái mức cực kỳ
là mong cầu và vượt mọi khó khăn để đạt được nó ngày từng ngày qua ngày. Có người khát khao đồ voi đuôi chuột, nghĩa là khát khao thì hôm nay rất là máu nhưng ngày mai thì thôi mất máu luôn thì làm sao mà được. Như vậy khát khao chưa đủ lớn thì không bao giờ có cửa gì cả nhá. Tôi cũng khẳng định luôn với các bạn, khát khao chưa đủ lớn thì phải xem lại bản thân mình đã đủ khát khao, mình đã khát khao có được hạnh phúc chưa, mình đã khát khao có một tình yêu đích thực chưa, mình đã khát khao có trí tuệ chưa, mình khát khao vượt qua chính mình chưa, và mình khát khao có tiền bạc chưa, mình khát khao để đánh thức bản thân mình để có được một cái đam mê chưa, mình khát khao chơi một nhạc cụ chưa, mình khát khao vẽ hội họa không, hay mình khát khao có một cái gì đó nó rất là lớn. Nếu bạn chưa thì xin lỗi bạn đi, bạn không bao giờ mà vượt được qua chính mình, và bạn bây giờ suốt ngày anh chỉ đi lẹt đẹt ở một cái tầng cấp rất là thấp, vậy chưa đủ khát khao. Cái mà ông Lê Đặng Nguyên Vũ có nói rất là nhiều đấy, Việt Nam mình đi thi cái gì cũng ok, mà lô tôi chơi cái đồng phút tăng các bằng dê, thi cái gì cũng điểm cao, nhưng mà chúng ta thua Singapore, chúng ta thua Thái Lan, chúng ta thua rất nhiều nước ở loanh quanh khu vực châu Á, Đông Nam Á, là bởi vì chúng ta thiếu một sự khát khao. Nếu mà một đứa trẻ Việt Nam nói rằng lớn lên em làm chủ tịch nước, lớn lên em làm tỷ phú thì bảo mày bị điên ở thần kinh à, bỏ đi, thôi tỉnh dậy đi, cấu vào mông, trời ơi, tại sao khát khao cũng bị ngăn cản. Tôi xuất phát từ một người nhà quê, đi ra tỉnh đạp xe và rửa bát thuê, để rồi có ngày hôm nay từ một người công nhân, từ một thằng công nhân trở thành một người doanh nhân, trở thành người đi đào tạo doanh nhân. Tôi đã bị bao nhiêu người biết, bao nhiêu người nói, bao nhiêu người bảo, bao nhiêu người thậm chí nói chửi đủ thứ, nhưng tôi chấp hết các loại, bởi vì ám thị ngoại vi của họ không đủ mạnh bằng ám thị nội vi của tôi, cho nên tôi vẫn làm, mà tôi vẫn làm rất khác biệt. Các bạn đang theo dõi chương trình live stream của Ninh Thương Hiệu, Ninh Thương Hiệu chuyên gia phát triển cá nhân, huấn luyện bán hàng thực chiến. Mọi lần các bạn có thể thấy tôi đàn hát ở vườn, có thể thấy tôi vừa chia sẻ live stream vừa vẽ tranh. Hôm nay nhưng mọi người sẽ thấy rằng tôi sẽ ngồi ở cái bàn ăn của mình và viết trên bàn ăn, nhưng mà tôi viết ngược nhá. Xin chào anh Chu Minh Cương, chắc anh mới đi đảo về đây, trông nhìn thấy xuất hiện đây trông nhìn phờ phạc lắm, như là say sóng à đúng không ạ. Thế thì trải qua một cái lớp ngày hôm qua, là cái lớp mà gần 300 người học ở trên một cái hội trường rất là đông, hội trường có sức chứa là 400 thì vẫn còn trống hơn 100 chỗ. Nhưng tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là có gần 300 người học như vậy, nếu mọi người trên Facebook, Zalo của Ninh thì sẽ nhìn thấy ở cái cảnh rất là tuyệt vời. Và trong năm nay thế nào Ninh cũng tổ chức được một lớp 1.000 người ở Hải Phòng, mặc dù tinh thần học hành ở Hải Phòng chưa được cao. Chính vì chưa được cao nên Ninh sẽ phát động tiếp tục đến mọi người phải có cái khát khao vượt qua chính mình, khát khao giàu có, khát khao hạnh phúc, khát khao khám phá phát triển cá nhân. Và cái thứ ba là chúng ta phải chấp nhận trả giá. Viết ngược nhé, này, trả giá này, trả giá, ui đây, viết ngược này, cũng phải luyện, ác lắm đây, không phải đơn giản đâu nhá, mà viết, các bạn viết ngược thử xem, tôi nói chuyện với khách hàng, tôi toàn viết ngược lại cho khách hàng nhìn thôi, đúng không, viết ngược khách hàng nhìn, đấy, vậy thì cuộc đời này nó như cái vòng xoay tít thôi đó nhỉ, đấy, và chúng ta phải chấp nhận, phải trả giá là như nào, trả giá là, tất cả những thứ ở cuộc đời này đều được trả bằng tiền, trả bằng thời gian, trả bằng công sức, trả bằng uy tín, trả bằng mệt mỏi, trả bằng áp lực. Nếu mà cuộc đời này bạn chỉ nghĩ tiền thì bạn nhầm. Nếu bạn yêu một ai đó bạn thất tình, bạn bị người ta lừa tình, bạn đau khổ về tình thì đâu có phải trả bằng tiền, bạn trả bằng cảm xúc đấy. Nếu như bạn mà bị một cái căn bệnh gì đó đấy, bạn trả tiền rồi bạn chữa bệnh, bạn trả bằng gì ạ? Sự lo lắng đấy, bạn trả bằng lo lắng đấy. Nếu như mà bạn vay một khoản tiền ở ngân hàng không có tiền trả thì ngoài cái việc bạn mất về tiền bạc, bạn trả bằng áp lực đấy. Vậy thì cái trả giá ở đây, tôi muốn nhắc tới sự trả giá ở đây giống như một cái thuyết, có một cái thuyết về thuyết cân bằng bốn ngọn lửa của David, viết năm 2009 của tòa báo, trên một tờ báo New York Times, nói về trả giá. Nghĩa là khi mà bạn tập trung vào gia đình thì đương nhiên sự nghiệp của bạn sẽ bị giảm đi, bạn bè bạn sẽ giảm đi. Khi bạn tập trung vào sự nghiệp thì có thể bạn phải chấp nhận trả giá cho việc gia đình. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Tại sao là những người thành công thì đằng sau họ phải chảy ra chóc vẻ mất bóng chân. Có những người giữ được gia đình là tốt, có những người chưa chắc là giữ được gia đình. Và đặc biệt là người phụ nữ khi đi làm kinh doanh, thì là điển hình nhất. Khi mà họ thành công về tiền bạc thì rất có thể họ sẽ phải trả giá về gia đình. Họ trả giá về gia đình ở đây tôi không phải nói đến việc trả giá gia đình là phải ngủ với ai đó, mà trả giá gia đình là nghĩa là họ sẽ không có nhiều thời gian để chăm sóc chồng con của họ, và cái giá phải trả của họ là tương đối là mệt mỏi. Thế cho nên cũng xin khẳng định với các bạn, đó là một những thứ mà chúng ta phải hiểu để chúng ta nắm được, và chúng ta hiểu nắm được để chúng ta chủ động đánh mất cân bằng, chủ động để trả giá cho mọi thứ ở cuộc đời này. Tất cả mọi thứ đều vậy thôi.
tất cả mọi thứ đều cần phải trả giá. Nhưng mà trước khi trả giá, hãy đặt niềm tin vào bản thân mình. Tôi, nếu mà tôi là người đến năm 20 tuổi, tôi chỉ biết hát quốc ca thôi, thậm chí hát quốc ca còn sai. Và chưa bao giờ tôi biết làm thơ, nhưng năm 20 tuổi tôi biết hát. Tại vì suốt ngày tôi nghe. Ở nhà tôi, cả họ thì tôi không ai biết hát. Tôi khẳng định như thế, nhưng mà tôi cứ hát đấy. Rồi hát mãi, nghe mãi. Tôi nghe nhiều hơn hát, khi tôi nghe rồi tôi chỉ hát được tất cả các bài của Tuấn Vũ. Về sau này tôi hát được là bởi vì tôi kiên trì. Cho đến khi tôi xuất hiện ở VTV1, VTV3 ngày xưa ấy, thì người ta bảo đấy có phải là thằng Ninh không? À, đúng là thằng Ninh đấy. Nó đã bắt đầu từ ngày bé tí, nó hát quốc ca còn không đúng cao độ, mà nó hát mãi, ngày nào nó cũng hát. Tôi kiên trì vô cùng và tôi được mọi người tán thưởng, và dần dần niềm tin về bản thân tôi tin rằng tôi hát được là một sự thật. Vì thế cho nên niềm tin vào bản thân là một thứ vô giá, là một thứ tài sản cho phát triển cá nhân là số 1. Ở nhà bạn cũng thế thôi. Nếu như nhà bạn có một đứa trẻ con bạn đang hát, bạn đi làm về bạn đau đầu và thôi trật tự, đau hết cả đầu, hát thì hò như bò kêu, thế là đứa bé dần dần nó không hát nữa và nó tắt lịm đi, và rồi nó luôn nghĩ rằng mình không biết hát, mình hát mình gây cho người khác khó chịu, thế là nó tắt lịm đi, không bao giờ nó hát nữa. Thế mới đèn, thật là đau khổ. Thế nhưng mà tôi hát được mọi người khích lệ. Thế rồi tôi hát năm 21-22 tuổi, đến năm 25 tuổi tôi được tuyển thẳng vào nhạc viện quân đội, nhưng tôi không vào. Rất nhiều người bảo tôi là họ hàng nhà mình không ai hát, vậy thì cứ giữ được cái sở thích hát thế là được rồi, đừng có tham gia vào hát làm gì cả. Thế rồi tôi vẫn cứ duy trì đàn hát đến tận bây giờ. Và đến năm 40 tuổi bỗng dưng tự nhiên tôi biết làm thơ, tự nhiên tôi biết sáng tác âm nhạc, là tại vì tôi rất hay ngồi làm thơ, tôi ép mình phải làm thơ, tôi bắt mình phải gieo vần, tôi bắt mình phải sử dụng nghệ thuật với những con chữ. Và thế rồi tôi cũng làm thơ, thế rồi tôi cũng sáng tác âm nhạc, và rồi đến bây giờ tôi trở thành người như bây giờ. Và tôi quay trở lại, tôi lại vẽ bút màu, tôi lại miệt mài vẽ, và tôi thách thức với bản thân mình, đó là niềm tin của bản thân mình. Tôi tin rằng không có Chúa nào định đoạt tôi, không có Phật nào định đoạt tôi, không có một cái ông thầy tướng nào định đoạt tôi, chỉ có tôi được định đoạt tôi. Và tôi tin rằng cái niềm tin về bản thân tôi có một niềm tin rằng con người là có những năng lực vô hạn, chỉ có điều thằng nào khám phá, thằng nào tìm ra mà thôi. Tôi khẳng định với mọi người như vậy, bởi vì bất kỳ người nào mà vào học viện của tôi, hoặc là khi tôi kèm cho song hành với tôi khẳng định năng lực, bất kỳ năng lực gì cũng có thể được đánh thức. Tại vì tôi rất là thích một câu nói, tôi rất là thích một cái câu khẩu hiệu của học viện West Point, nơi mà đào tạo ra rất nhiều những cái vĩ nhân, những cái người rất là giỏi xuất chúng ở trên thế giới này, thậm chí cả các tổng thống. Đó là người ta có một câu nói rằng: hãy gửi đến cho chúng tôi những người bình thường, tôi sẽ trả về cho bạn những người phi thường. Nghĩa là nếu mà không bị trột, bị mù, không bị thần kinh, không bị một vấn đề gì, thì chắc chắn người ta sẽ trả về cho bạn những cái người rất là có năng lực. Thế như vậy thì có những người chỉ ông thầy tướng bảo cái mã mày thì đi cày suốt đời, trả cho có cửa gì. Thế bạn tin ông thầy bói, thế là cuộc đời của bạn, bố mẹ bạn sinh ra hết hơi nuôi dưỡng bạn, hết hơi dạy dỗ giáo dục bạn, để rồi được định đoạt bởi một thằng thầy bói, thế là vỡ mồm rồi, rơi ngô phân rồi. Thứ hai là bạn lại tin vào một cái thế lực nào đó để định đoạt được cái năng lực cuộc đời bạn, thế là cũng vứt đi rồi. Tôi nói luôn với bạn, tôi chẳng tin vào cái gì cả ngoài bản thân mình, như vậy tôi gọi là tự tin. Thế thì phát triển cá nhân nó sẽ có cái niềm tin vào bản thân, bạn phải xây cái đầu tiên. Cái thứ hai là bạn phải có những cái khát khao đủ lớn. Thứ ba, bạn chấp nhận trả giá để đạt được mục tiêu và mơ ước của mình. Đơn giản thế thôi. Nếu bạn không hiểu điều đấy thì không bao giờ bạn có thể triển khai và phát triển được. Vì vậy, hãy tin tưởng vào bản thân mình, hãy tin tưởng là mình có thể làm được. Và sau đây tôi cũng chia sẻ cho các bạn là tôi tin tưởng là tôi làm được, cho nên tôi có rất là nhiều những cái thứ mà tôi muốn nói cho mọi người biết rằng hãy yêu nó đi, kể cả đồ vật, hãy tin nó đi, kể cả đồ vật, thì mình sẽ làm được. Đây là cái cây vừa rồi mọi người nghe cái cây flute của Ninh ấy thổi. Thật ra thì khí cầm là một cái loại mà nó không dễ đâu, nói thật với mọi người là nó không hề dễ đâu, nhưng mà chính vì nó không dễ thì mới lại thách thức mình mới máu để làm. Chứ nói thật nó dễ thì chẳng ai kể đấy, tao biết đi xe đạp đây, biết thổi cái này nha, tôi nói luôn mọi người chứ thổi cái này là cả một vấn đề thì khó phết thì mua về có thổi que đâu.
thôi. Thổi được như thế là bao nhiêu lâu nó mới kêu, nhưng mà rồi một ngày nào đó tôi sẽ thổi thành giai điệu, các bạn sẽ ghi nhớ việc này thế thôi. Tôi đã hứa là tôi sẽ thổi được thành giai điệu. Cái này thế. Nghe như dám kêu kệ cứ thổi, rồi lúc nào đó tôi sẽ làm chủ nó. Giống như ngày đầu tiên chúng ta mới sinh ra, rồi biết bò, biết lẫy, rồi biết đi, biết chạy, ngã vỡ mồm, sứt đầu gối, mất móng chân mới có thể làm được. Chào anh Chu Minh Cương, chào Nguyễn Xuân Thụ và chào Nguyễn Thị Phương Anh. Các bạn đã đến với phần livestream của Ninh Thực Hiệu. Và bây giờ này, Ninh chỉ chứng minh cho mọi người nếu có niềm tin vào bản thân rằng mình biết làm, mình sẽ làm được, thì các bạn sẽ khẳng định là các bạn sẽ chắc chắn các bạn sẽ ok đấy. Ngồi hát văn sướng đấy, hát bài Cô Đôi Thượng Ngàn này. Sống ở trên đời tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích tâm đã thiện rồi, dù đứng hay ngồi lòng vẫn an nhiên. Sống ở trên đời cha con nhịn nhau vẹn tròn đạo lý, vợ chồng nhịn nhau con cái khỏi bơ vơ. Sống ở trên đời suốt một đời người cần học chữ nhịn, học chữ nhịn khó lắm ai ơi. Nhịn, nhịn để mọi sự tốt nên, là nhịn trí tuệ. Thằng nào mà nhịn mọi sự xấu đi, đó là loại nhịn ngu. Sống ở trên đời nhịn nào là tốt, nhịn nào là hay, nhịn nào là vượt quá chính mình. Sống ở trên đời anh em nhịn nhau, anh em nhịn nhau. Được hòa khí gia đình vạn sự an nhiên. Sống ở trên đời anh em bất hòa, bạn bè vô ích, huynh đệ đồng tâm, vạn sự ắt thành. Xin chào mọi người đến với kênh của Ninh.
chào Nguyễn Thị Phương Anh, chào Cao Huy, chào Tùng Nguyễn, chào tất cả mọi người đến với kênh của Ninh. Cảm ơn mọi người. Mọi người vừa nghe cái kiểu ứng tấu là ăn tục lên phép thì nó vui thôi. Nhưng mà thực ra mình cứ là mình. Mình cứ thường hay cứ dành một cái buổi sáng cuối tuần vào cái ngày thứ bảy chủ nhật thì ôi giời, xít nữa thì rơi rơi cái máy. Cuối tuần làm gì ạ? Để cùng với mọi người chia sẻ những cái kiến thức với mọi người, rồi tận hưởng cái cuộc sống thú vị. Đây, Ninh sẽ cùng với mọi người đã quay trở lại với một tí âm nhạc piano. Vừa rồi thì mọi người đã thấy cái phát triển cá nhân ấy, thì nó có ba cái thứ rất quan trọng mà bạn cần phải làm. Đó là cái niềm tin vào bản thân. Niềm tin vào bản thân thì đừng tin vào ông thầy bói, đừng tin vào một cái thế lực nào đó. Hãy tin vào bản thân mình là mình có một cái năng lực đặc biệt. Mình sẽ trở thành người mà mình muốn, không phải là trở thành người bố mẹ mình muốn, hay không phải trở thành người thằng hàng xóm muốn. Mà rất nhiều người đấy muốn trở thành người thằng xóm muốn. Nếu thằng xóm là thầy bói, nó bảo mày mẹ chỉ làm công nhân, thế là mẹ làm công nhân đến tận chết thì thôi. Như vậy thì mình hãy là một bản chính. Sinh nhật cuộc đời này mình hãy là bản chính và trở thành người mà mình muốn. Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là gì ạ? Là mình phải có một cái khát khao đủ lớn. Khát khao đủ lớn thì mình mới trở thành được. Khát khao đủ lớn. Cái điều thứ ba là mình phải có một cái chấp nhận trả giá. Chấp nhận trả giá. Đấy. Thì đấy là những cái thứ mà Ninh rất là muốn mọi người sẽ cùng với Ninh để thúc đẩy phát triển cá nhân. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh của Lý Thương Hiệu. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình live stream khác. See you again. Và chúc các bạn một ngày cuối tuần thật vui vẻ bên những người thân yêu. Mình xin phép được tắt live stream.